Cách lựa chọn bổ sung collagen để có làn da căng bóng, mịn màng. Từ 25 tuổi trở đi, mỗi năm cơ thể phụ nữ sẽ giảm 1,5% lượng collagen. Sau 30 tuổi, các dấu hiệu lão hóa thể hiện rõ rệt hơn vì bị giảm hụt tới 15% collagen mỗi năm. Việc bổ sung collagen là điều thực sự cần thiết. Vậy lựa chọn collagen như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất? Trên thị trường hiện tại có hai loại collagen, một là collagen thường, hai là collagen peptide. Collagen peptide là dạng phân tử siêu nhỏ tương đồng với collagen ở trong cơ thể của chúng ta, bởi vậy dễ dàng hấp thụ và phát huy tối đa tác dụng. Còn collagen thường là collagen có kích thước lớn cũng như không thể hấp thu và phân bổ lên da của mình được. Vì vậy, trước khi sử dụng collagen thì bạn hãy kiểm tra kỹ bảng thành phần xem đó có phải là collagen peptide hay không để tốt cho làn da của mình nhé. Một sản phẩm có chứa tới 225.000 microgram collagen phân tử cá kết hợp với vitamin C 5.000 microgram, vitamin D 1,25 microgram, lecithin 5.000 microgram sẽ mang đến hiệu quả gấp đôi so với các sản phẩm thông thường khác. Sản phẩm này sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa da, giảm nếp nhăn, hỗ trợ chuyển hóa, hạn chế độc tố trên da, giúp chống oxy hóa, bổ sung collagen, cấp ẩm và làm tươi sáng làn da. Các bạn hãy tham khảo ngay viên uống collagen peptide vitamin C này nhé.